Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức khởi công xây dựng trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Tới dự có các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Phách, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Thông, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Hào, đại biểu đại diện Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhằm đáp ứng điều kiện để các chức sắc chức việc Phật giáo an tâm hành đạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp hơn 2.000 mét vuông đất cho Giáo hội Phật giáo tỉnh để xây dựng trụ sở Giáo hội tỉnh tại khu vực tiếp giáp với chùa Táo, phường Hiến Nam. Công trình được xây dựng có quy mô 3 tầng, gồm tăng xá và các công trình phụ trợ, hội trường Ban trị sự, Phật điện Lầu Chuông, Lầu Khánh và phòng khách tăng. Phía tiếp giáp với đường Nguyễn Lương Bằng, xây ngôi tam quan, gắn biển trụ sở. Thời gian thi công dự kiến từ nay đến quý tư năm 2024 sẽ hoàn thành. Dự toán kinh phí công trình khoảng 50 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ xã hội hóa của các tăng ni, Phật tử, doanh nghiệp cúng dường. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, những năm qua, các hoạt động của Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo Hưng Yên nói riêng đã đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo cho nhân dân, đồng thời tham gia tích cực vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong quá trình xây dựng công trình, đồng chí đề nghị Ban trị sự Phật giáo tỉnh thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo để việc xây dựng công trình diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng tiến độ.